Dạ, thân chào tất cả anh chị. Mình tên là Hồng Châu. Hôm nay mình xin có một cái sự buổi chia sẻ về sản phẩm Nu Skin và như thế nào mà Nu Skin có thể so sánh với những cái món hàng ở ngoài thị trường đó. Thì trước tiên Châu cũng muốn giới thiệu là Hồng Châu hồi xưa đó, 20 năm trước đây đó, là Hồng Châu đã có làm một cái nghề kêu là quản lý một cái department bán về mỹ phẩm ở trong một cái tiệm rất là lớn ở bên Mỹ đó. Thì trong cái thời gian đó thì Hồng Châu đã được có cơ hội sử dụng rất là nhiều những cái món hàng mỹ phẩm, những cái hàng mà anh chị có thể đã có dùng qua, đó là những cái món hàng tên hiệu như là Chanel, Shiseido, Lancôme chẳng hạn. Thì lúc đó thì những cái công ty đó nó đến thì dĩ nhiên là nó lúc nào nó cũng cho mình hàng hóa để mình thử đó, thì mình được xài miễn phí luôn, cho nên mình không bao giờ mình phải đi mua hàng mỹ phẩm cả. Nhưng mà lúc đó 20 năm đó trước đây đó, cỡ như là 1990 đó, thì Châu có một người bạn đã tham gia về kinh doanh Nu Skin và nói với Hồng Châu là cái hàng Nu Skin này nó tốt lắm, thì cứ thử xem có thích hay không. Và biết là Hồng Châu đang sử dụng những cái món hàng có nhãn hiệu nổi tiếng đó, thì lúc đó Châu cũng bằng lòng vì giúp cô bạn để mà mình muốn thử thì coi, mình cũng tò mò thì coi như thế nào mà cô này muốn đi bán cái món hàng đó. Thì lúc đó Châu xài đã được có chừng 2 3 tuần đó, thì Châu cảm thấy là không biết vì sao mà cái món hàng Nu Skin khi mà mình xài lên cái da mặt á, nó thâm thấu vào cái da mặt mà nó không có bị nhờn, và mình nghĩ là có một cái sự khác biệt rõ ràng đó. Và cỡ chừng 1 tháng 2 tháng sau đó là mình có thể là nói là cái da mặt mình nó rất là có vẻ là khá hơn là khi mình dùng những cái nhãn hiệu kia. Thì lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mà nó tốt hơn, mình chỉ bị nhận thấy là nó tốt hơn thôi. Nhưng mà những cái năm sau đó tôi vẫn tiếp tục xài hàng Nu Skin, nhưng mà đến cái năm 2003 vừa qua thì lúc đó tôi mới bắt đầu tham gia kinh doanh Nu Skin. Và lúc đó tôi cũng học được những cái bí quyết mà tại sao công ty Nu Skin nó có những cái món hàng độc đáo đó. Là thứ nhất là một cái câu mà nó hay thường nói đó, cái mà nó bảo là tiếng Mỹ kêu là all of the good, none of the bad, có nghĩa là nó không bao giờ nó dùng những cái hàng xấu, như là những cái thành phần kêu là có thể lâu ngày xài nó có thể hại cho cái da của mình. Nó toàn là nó chỉ bỏ tiền ra nó thí nghiệm và nó mua những cái kêu là những cái thành phần rất là có hiệu quả tốt. Thì đó là một cái bí quyết mà công ty Nu Skin nó đã sử dụng trong 28 năm qua. Lúc nào những cái thành phần nó phải nghiên cứu rất là tốt rồi nó mới bắt đầu nó làm ra những cái món hàng và lúc đó mới tung ra thị trường bán. Thì đó là những cái câu mà mình muốn nhớ để mà mình lúc nào mà mình xài hàng Nu Skin á, là mình nếu mà mình thấy nó khác biệt á, lúc đó mình sẽ nhận thấy là cái sự mà thí nghiệm hoặc là những cái đồng tiền mà Nu Skin nó bỏ ra để mà nó bỏ vào một cái món hàng có thể là hoàn hảo hơn và có thể coi như là xài lâu năm á, thì nó rất là an toàn cho mình. Cái sự an toàn đó nó rất là quan trọng, cho nên hôm nay tôi sẽ có một cái buổi chia sẻ và là cũng làm những cái thí nghiệm như cho anh chị coi, và mình sẽ có những cái món hàng ở ngoài thị trường để mình so sánh. Và trước tiên á, tôi muốn giới thiệu một cái món hàng nó kêu là NAPCA. Cái này là cái hàng nó xịt nước, đây là một cái chai xịt nước, nó kêu là nước ẩm xịt ở trên da mặt hoặc là có thể xịt lên tóc. Thì lúc nào cái da mình lúc đó mình nhận thấy là lúc nào nó cũng có cái dưỡng chất ẩm rất là lâu. Thì bây giờ Châu cũng muốn làm một cái thí nghiệm cho anh chị thấy so với cái nước thường á. Thí dụ như vậy đó, bây giờ Châu sẽ dùng hai cái gương ha, cái gương soi mặt anh chị có cần có hai cái gương, và cái gương thứ nhất á thì Châu sẽ xịt bằng nước, không phải đây là cũng một cái lọ nó chỉ cho để vào nước thôi chứ không phải là cái hàng của Nu Skin. Thì khi mà Châu xịt vào đó, một cái xịt thôi ha, rồi cho sẽ để qua một bên. Rồi còn cái gương kia đó thì cho sẽ dùng cái hàng NAPCA Mist ha. Thì bây giờ đó để cho để qua một bên ha, cho để qua bên này tí nữa đó, khi mà trong một thời gian sau đó đó mình sẽ nhìn lại cái gương thì coi như thế nào ha. Nhưng mà bây giờ đó để cho làm thêm một vài cái thí nghiệm nữa cho anh chị coi. Thì thứ nhất á, lúc nào mình cũng nói là không có những cái thành phần nào nó có thể làm cho cái sự hư hỏng của cái da của mình, có thể là nó có những cái chất xấu như là alcohol, chất cồn á, thì công ty không bao giờ nó bỏ những cái chất cồn mạnh quá vào đó thì có thể nó làm cho khô cái da của mình. Thì trước tiên cho có thể thử một cái món hàng ở ngoài thị trường,
cái này nó kêu là cái dạng hàng toner, giống như là mình nói như là khi mà mình làm dưỡng da hàng ngày đó thì mình rửa trước, mình rửa trước xong mình dùng cái nước giống như là cái nước hoa hồng á. Thì bây giờ đó để cho thí nghiệm cho anh chị nhìn thấy đó, là khi mà mình xài những cái món hàng mà nó có thể có nhiều chất cồn á, thì là mình sẽ dùng một tí cái trò chơi này hơi nguy hiểm nha anh chị. Ok rồi, bây giờ đó để cho anh chị nhìn thấy đó, là khi mà mình làm một cái test như vậy đó, ở trên này đó anh không biết nhìn thấy có được rõ hay không, nhưng mà nó đang cháy rất là mạnh đây, tại vì trong này nó có những cái chất cồn rất là không có tốt đó. Thì khi mà mình không thấy ha, bây giờ như vậy đó, cho sẽ làm như thế này chị ta thấy ngay, tại vì xin lỗi hôm nay là mình đang thâu ban ngày thì khó thấy lắm. Ok, khi mà cho xịt tí nước vào á, anh chị có thấy một tí lửa nó vàng vàng rồi đó, đó như vậy có nghĩa là nó đang cháy, anh chị thấy không, nó rất là cao, giống như là nó càng để lâu nó càng cháy to ra đó. Đó một cái mà mình phải biết là nếu mà mình dùng cái này trên mặt của mình á, có thể là hơi nguy hiểm. Ok thì đó bây giờ đó, cảm ơn Linh. Ok bây giờ cho sẽ lấy một cái toner của một cái hàng của Nu Skin ở trong cái bộ cái là Nutra Central. Ok đó là cái bộ nó rất là dễ xài cho những cái da mặt mà có thể là dễ dễ nhạy cảm lắm, nhưng mà nó không có những cái chất cồn mà có thể là nó làm hỏng da. Thì bây giờ cho cũng xin phép ok nó sẽ không cháy, mình có thể đứng đây 10 phút mình nhí vào nó cũng không cháy, tại vì ở trong này nó không có cái chất cồn để mà nó cháy được, cho nên nhìn thấy nè không cháy ha, không có cháy gì hết. Ok thì bây giờ đó, thế khi mà mình làm những cái test như vậy đó, mình sẽ thấy là nó không có những cái chất độc hại đó, tại vì nếu mà mình dùng những cái hàng hóa mà nó có nhiều chất cồn, nó một ngày nào đó cái da mình nó bắt đầu nó khô lại thì dĩ nhiên là cái chất cái kêu là cái chất kiềm trong cái da mình nó sẽ bị thay đổi đó, thì dĩ nhiên một ngày nào đó nó sẽ bị khô, nó khô và nó có thể ngứa đó, cho nên đó là tại sao mà mình phải biết là những cái chất như vậy nó có một một thời gian nó sẽ không có tốt cho cái da. Ok bây giờ cho lại sẽ làm một cái test, một cái thí nghiệm nữa. Thì ở trên thị trường bây giờ đó là mình hay đi mua những cái đồ rửa mặt, đây là những cái hàng mà kêu là có thể rửa mặt cho nó sạch đó, thì ở trong đó nó hay quảng cáo là nó có vitamin C. Ok thì vitamin C đó thường thường đó là mình nghe quảng cáo là lúc nào nó cũng bảo là vitamin C nó có thể đào tạo ra cái chất collagen, cái chất đó nó làm cho cái da mình nó săn chắc ở trong cái sự mà sáng và đẹp của cái da, và nó có thể giúp cho cái tế bào da nó thay đổi nhanh đó. Cho nên như vậy là tại sao người ta thích dùng những cái đồ rửa mặt mà nó có vitamin C. Thì bây giờ đó Châu sẽ xin phép dùng cái chất kêu là iodine. Ok, cái chất iodine này nó là khi giống như là cái thuốc thuốc đỏ của mình, khi mà mình có vết thương gì đó mình có thể dùng nó để sát trùng á. Ok, thì dĩ nhiên là anh chị sẽ thấy là nó màu màu nâu như thế này. Bây giờ mình sẽ chia ra 4 cái ly, tại mình sẽ thử tổng cộng là 4 cái loại hàng khác nhau. Ok bây giờ đó anh chị phải tưởng tượng như thế này, là khi mà mình thử những cái hàng vitamin C như thế này á, mình phải tưởng tượng cái chất kêu là antioxidant, có nghĩa là chống oxy hóa, với lại cái chất kêu là free radical, có nghĩa là thành phần phần tử gốc tự do, thì nó là những cái thứ mà nó có thể làm cho cái tế bào mình hỏng. Thì bây giờ thí dụ nghĩ như là một một bữa ăn á, thường thường mình sẽ ăn nhiều trái cây rau quả ha, thì ví dụ như là trái cây mà nếu mà mình cắt ra mình để bên ngoài một hồi á, thì nó bắt đầu nó sẽ bị hư hỏng, nó bắt đầu nó nâu. Nếu mà anh chị lấy một trái chanh á, anh chị bắt bắt vào đó ha, thì tự nhiên cái trái cây nó bắt đầu nó trắng lại. Cái đó là cũng là một cái chứng minh là tại sao cái vitamin C nó tốt cho cái sự mà giữ cái sự chống lão hóa của trái cây, thì dĩ nhiên nếu mà mình sử dụng lên trên da của mình nó cũng có thể chậm lại cái kêu là cái sự mà hư hỏng
của cái là free radical từ cái mặt mặt ánh nắng mặt trời hoặc là bụi bặm gì đó, nó cũng là bắt đầu nó hỏng cái da của mình. Thì tại sao mình nên dùng những cái rửa mặt mà nó có vitamin C? Thì bây giờ đó Châu sẽ dùng một cái hàng ở ngoài thị trường, cũng một cái hiệu cũng là cái hiệu tên mà có thể anh chị cũng có thể nhận ra được á. Bây giờ cho lấy một tí thôi ha. Anh chị thấy là nó có thể nó chỉ nhạt được có tí tẹo thôi, tức là ok, có nghĩa là cái vitamin C nó chưa có đầy đủ để mà nó chống lại những cái chất kêu là free radical. Thì bây giờ cũng là một cái hàng nó cũng kêu là có vitamin C, mà cái này nó kêu nó quảng cáo là organic á. Organic không biết tiếng Việt là cái gì nhưng mà nó là có nghĩa là nó thuộc về thiên nhiên tự nhiên á. Thì đây là một cái nhãn hiệu mà anh chị có thể thấy ở trên thị trường rất là nhiều, nó cũng không có thể thay đổi lại. Ok, bây giờ đến cái này nó cũng là một cái nhãn hiệu rất là coi như là mắc tiền lắm á. Bên này mua hình như là cũng 45-50 đồng một cái chai như vậy. Anh chị thấy là nó không có thay đổi chút nào hết á. Ok, đây đó là cái hàng rửa mặt của cái hiệu kêu là 180 của Nu Skin. 180 này nó có một cái system, nó có 4-5 cái hàng khác nhau, nhưng mà đây là cái rửa mặt. Thì trong này nó có kêu là 10% vitamin C, active vitamin C đó. Thì lúc này mình sẽ thử cho anh chị nhìn thấy là cái vitamin C ở trong cái chai này nó khác những cái kia như thế nào. Mình chỉ dùng một tí thôi. Anh chị thấy là nó trắng lại liền. Ok, thì đó là tại sao mà mình có thể, khi mà mình xài cái vitamin C 180 face wash này, mình thấy cái da mặt mình nó rất là trắng, nó sạch và nó rất là mềm. Bây giờ một cái nữa cho có thể thử cho anh chị nhìn thấy đó là cái trái táo. Bây giờ cái trái táo lúc nãy cho cắt trước cách đây 20 phút đó, anh chị thấy là nó bị hư hỏng. Lúc nãy cho cũng nói là những cái trái cây mà khi mình cắt mình để một thời gian nó bị hư hỏng á, thì thường thường á mình có thể lấy chanh mình bắt vào một tí thì nó sẽ trắng. Nhưng mà bây giờ thử một tí cái face wash này cho anh chị coi. Thì nó đang trắng lại, nó khác cái bên kia một chút. Ok, thì bây giờ đó để cho anh coi, nó một cái vitamin C mà nó có thể làm 4 cái ly này, tức là cái sức mạnh, không phải là cái sức mạnh, kêu là cái vitamin C này đó là nó ở trong này nó không bị hư hỏng. Tại vì vitamin C á mà anh chị để ngoài một thời gian không khí nó vào hoặc là nước nó đụng vào á, nó sẽ bị hư hỏng. Thì đó là tại sao mà cái vitamin C mà khi mà người ta bỏ vào những cái chai như thế này á, đến một thời gian nào đó là nó bắt đầu nó bị hư hỏng luôn, tức là nó không có còn hiệu quả nữa. Lúc này thì thấy là cái trái táo ở bên tay trái á, nó sáng, nó trắng ra rất là nhiều, và bên tay phải nó cũng còn cái màu nâu đen ha. Anh chị có thể thấy là nó tức là nó chống lại những cái phần tử gốc tự do trong cái làn da của mình rất là tốt. Rất là tốt. Ok, thì đó là xong cái thí nghiệm đó. Bây giờ nói về cái chất cái độ kiềm ở trong cái da của mình đó, lúc nào nó cũng phải có cái sự cân bằng. Thì đây là một cái mà cho anh chị nhìn thấy là những cái màu này đó, mà anh chị có thể nhìn thẳng vào đây đó. Khi cái da của mình đó, cái độ cân bằng của cái da của mình nó sẽ cỡ cái số 5 này, có số 5, số 6 này, nó màu cam cam như thế này. Ok, thì nếu mà nó có nhiều chất acid quá thì nó sẽ đổi màu ha. Rồi alkaline thì nó đổi qua bên này, acid thì nó đổi qua bên này. Thì cho nói ngược, cho xin lỗi, bên này là acid, bên này là alkaline. Sorry, nói ngược lại. Ok, anyway thì bên này là alkaline và bên này là acid. Sorry, nãy giờ nó cứ nói lộn. Ok, bây giờ đây là anh chị sẽ thấy đó là
Xà bông nhé, thật ra là mỗi ngày mình tắm thì cái da mình nó sẽ đụng vào những cái xà bông. Thì lúc này là mình sẽ thí nghiệm cho anh chị thấy đó, là những cái cục xà bông đây đó nó sẽ thay đổi như thế nào khi mà mình có một cái sự thí nghiệm. Thì đây đó là cái viết chì, nó kêu là cái viết chì để thử cái chất kiềm á. Ok, thì bây giờ cho lấy một cho vén cái vải lên chút. Ok, bây giờ đó để cho thử tí một tí nước lên cái tay của mình ha. Thì khi mà mình có cái viết chì này, mình sẽ thấy nó rất là dễ dàng khi mà mình chị thấy là cái da của mình nó đổi cái màu thành cái màu cam như là nãy cho đã cho anh chị thấy. Thì bây giờ ví dụ như là đây là một cái món hàng ở ngoài thị trường rất là nổi tiếng, cái nhãn hiệu này đó là mọi người hay có nghe quảng cáo nhiều lắm. Thì bây giờ nếu mà mình để vào đây anh chị sẽ thấy là nó đổi thành cái màu rất là đậm, nó đang bị rất là nhiều cái chất alkaline. Rồi đến cái xà bông tắm này nó rất là thơm, nhiều đàn ông ở bên Mỹ là chỉ thích cái mùi thơm, mùi đàn ông thơm lắm. Thì cái xà bông này đó nó cũng thấy là cái màu nó sẽ đổi cái cân bằng của cái kiềm của mình. Đây là những cái cục xà bông mà phải nói là ở bên này 8 9 đồng một một cục như thế này đây, mà cái nào nó cũng bắt đầu nó không có giữ cái chất cân bằng màu cam. Đây là một cái mà phải nói là một cái nhãn hiệu mỹ phẩm rất là có tiếng ở trên thị trường ha. Thì cho cũng làm cho anh chị coi, nó cũng đổi cái màu luôn. Rồi bây giờ cho sẽ giới thiệu, đây là cái cục xà bông kêu là Body Bar của New Skin. Cái cục xà bông này nó không có cái chất kêu là cái chất xà phòng trong đó, cho nên khi mà mình tắm hay là mình rửa nó không có nhiều bọt xà bông trong đó. Và thứ nhì đó, anh chị sẽ nhìn thấy cái sự cân bằng đây, nó không đổi màu, anh chị nhìn thấy không, nó vẫn là cái màu da của mình. Và nếu mà khi mà mình đánh nó lên như thế này đó, anh chị sẽ nhìn thấy là những cái màu xanh lá cây kia nó đã biến đi mất, nó là mang lại cái sự quân bình của cái da của mình, cái chất kiềm quân bình của mình là cái màu da thường của mình đó. Là anh chị nhìn thấy cái sự chứng minh rõ rệt trên cái sự thí nghiệm hôm nay. Ok, rồi bây giờ cho có một cái test nữa để cho anh chị coi đó. Cái test này á là mình cũng sẽ, để coi cái này qua một bên xin tí nước, mình sẽ cho anh chị thấy á, là những cái phấn nước mà mình đàn bà con gái mình hay dùng á, là thường thường á khi mình mua đó là mình phải chọn những cái món hàng nào mà nó không có cái chất kêu là oily ha, chất dầu ở trong đó. Tại vì khi mà mình xài cái phấn nước á, mình đi ra ngoài nắng á, thì dĩ nhiên là khi mà một vài tiếng đồng hồ cái da của mình nó bắt đầu nó như nó bóng láng, nó không có đẹp nữa ha, nó khó chịu lắm. Thì đó là những cái lớp da mà mình không muốn, cho nên là khi mình mua những cái phấn nước á, ok, thì bây giờ đây là ba cái loại phấn nước ha, cho anh chị nhìn thấy là mình sẽ thí nghiệm để cho anh chị thấy là cái sự khác biệt của Nu Skin phấn nước với lại những cái ở bên ngoài thị trường. Thì đây đó là một cái nhãn hiệu Pháp rất là nổi tiếng, khi mà cho mua cái này hình như là ít nhất là 45 đồng đô đó. Đó là Christian Dior. Ok, thì bây giờ đó ở trong này nó cũng quảng cáo, nó kêu là oil free, có nghĩa là không có cái chất dầu trong đó. Ok, thì bây giờ để cho thử thử coi thật sự là nó có không có cái chất dầu hay không. Tại vì khi mà mình dầu với nước cộng với nhau á thì nó không có hợp. Thì anh chị sẽ nhìn thấy cái kết quả ngay bây giờ. Anh có thể zoom vào cho em cái lượng nước này. Anh chị có thể nhìn thấy là dĩ nhiên nó đang có cái chất dầu đây, tại vì là cái ly nó rất là dơ, xung quanh anh chị có thể nhìn thấy. Và những cái phấn nước nó lại đọc lại cục 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 ở dưới này, nó không có tan và cái nước nó vẫn là cái nước màu trắng trong sạch đàng hoàng ha. Đó là tại sao mặc dù là cái nhãn hiệu tốt
và cái giá tiền tốt chưa chắc nó là một cái hàng tốt. Ok, bây giờ cho cũng lấy một cái phấn nước mà có vẻ là so sánh giá tiền thì nó rất là rẻ. Cái này nếu mà mua trong ngoài chợ thì có chừng 11, 12 đồng so với cái này 4-50 đồng chẳng hạn. Thì bây giờ để cho thử cái này cho anh chị coi, nó cũng quảng cáo là không có cái chất dầu ở trong đó. Có bộ nó còn sạch hơn cái ly bên kia đó. Cái ly này nó cũng bị dơ nhưng mà so sánh với cái ly bên kia anh chị thấy là cái sự cũng là một cái sự khác biệt rồi đó. Ok, bây giờ cho sẽ giới thiệu cái hàng phấn nước của công ty New Skin. Thì cái hàng phấn nước này là một cái hàng mà Châu rất là thích. Khi mà Châu xài là Châu có thể thấy là cái sự khác biệt ngay tức khắc. Và dĩ nhiên là những cái test này anh chị sẽ thấy là cái sự thí nghiệm nó cho anh chị coi. Khi mà anh chị thấy là những cái nước này nó bắt đầu nó loãng giống như nước cà phê á, cho nên nó cái này nó kêu là water, là nước, nó giống như là cái phấn nước này nó nhiều nước hơn là cái chất dầu, cho nên tại sao cái này anh chị thấy nó vẫn nước, nó vẫn trong, còn cái này nó như là một cái ly bắt đầu nó như cà phê đó. Thì lúc khi mà mình xài cái hàng này đó là mình sẽ nhận thấy cái sự khác biệt của nó. Và nếu mấy chị mấy cô mà xài làm sao mà lâu lâu mà accident chút mà xịt một cái áo trắng chẳng hạn á, là mình có thể giặt được và nó có thể sạch được ngay tức khắc. Còn những cái thứ hàng kia, tại vì nó có cái chất dầu trong đó đó, nó có thể là nó bị cái lớp dơ đó, nó vẫn không có sạch đó. Cho nên đó là một cái mà mình khi mình xài những cái hàng New Skin đó là mình thấy cái da mình nó sạch lắm, nó sạch và nó có sự hiệu quả. Và phải nói là nó cái da mình nó rất là mềm, là tại vì sao cái chất kiềm trong người mình nó có cái sự quân bình, cho nên nó không bao giờ mà nó bị thay đổi. Cho nên khi mà mình xài những cái món hàng mà có thể xài lâu năm, dĩ nhiên những cái món hàng mỹ phẩm là lúc nào mình cũng phải xài, ngày nào mình cũng phải xài ít nhất 1-2 lần á, thì mình phải chọn những cái món hàng nào nó có hiệu quả và dĩ nhiên là nó sẽ có cái sự an toàn lâu ngày. Thì bây giờ đó, lúc nãy Châu cũng nói là bây giờ mình sẽ coi lại cái gương mà lúc nãy Châu xịt đó. Thì bây giờ đó, để Châu coi là không biết cái này nó có thể nhìn thấy rõ hay không. Thì cái phần bên này nó cũng nãy giờ nó chưa đủ thời gian, nó chưa khô hết, nhưng mà nếu mà anh nhìn vào thẳng á, thì là cái bên tay trái cái màu xanh blue này là cái gương mà phải nói là mình xịt cái chất ẩm của công ty New Skin, còn bên này là nước á, thì cái sự ẩm bên tay này, bên màu xanh này nó nhiều hơn. Không biết anh nhìn thấy cái có nhìn thấy không? Ok, thì cái chất ẩm á, một hồi tí nữa mình để đó, nó cũng phải nói là cái chất ẩm của New Skin á. Có một hôm mà Châu đi làm cũng chia sẻ một cái buổi chia sẻ mà Châu có làm tất cả những cái gì anh chị đã nhìn thấy hôm nay đó, rồi Châu biết đi về cái ngày nó rất là nóng, mà Châu để hai cái gương này Châu để vào trong cái thùng xe mà lúc đó rất là nóng. 8 tiếng đồng hồ sau Châu về nhà, lúc đó Châu mới lấy ra Châu rửa, Châu lau mà Châu thấy là nó vẫn còn cái sự ẩm. Tức là mình phải nói là cái sự mà ẩm, tại sao trong những cái kem của New Skin mà mình xài mình thấy nó khác biệt, là tại vì những cái thành phần tốt như là cái chất NAPCA, và công ty nó cũng có làm ra cái này, nó làm bằng nước xịt. Nhưng mà nó cũng có làm ra một cái kem, nó kêu là NAPCA Moisturizer. Thì anh chị nào mặt dạng muốn thử cái đó, Châu chắc chắn là anh chị sẽ thấy cái sự khác biệt ngay tức khắc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi cái buổi trình bày ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh chị.